Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan số sàn. Quý vị và các bạn nhé, đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi các bạn nhé. Màu xanh dương hay còn gọi là màu xanh coban đây các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 235 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 số sàn bản sedan này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị các bạn thấy đây ạ, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ từ những nước sơn cho đến những phần lốp đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị tai nạn cho nên là còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Có chăng thì cũng chỉ là sơn lại do xước xát thôi các bạn ạ. Tất cả còn rất là mới này, toàn bộ từ những cái cụm đèn, nẹp chrome, camera lùi đủ rồi các bạn ạ. Rất là đẹp, rất là mới đây. Chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Và đây là cái phần nội thất của chiếc xe các bạn ạ. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này cho đến táp bi cánh cửa này, táp lô vô lăng cần số tay phanh, rất là mới, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là chiếc xe này thì cũng đã được lên bộ ghế da màu kem, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rất là đẹp này, bộ nội thất da màu kem, lót sàn rồi, đầy đủ hết rồi các bạn ạ. Tất cả toàn bộ từ vô lăng bọc da, màn hình Android đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ có việc sang tên, đổ xăng vào và chạy thôi các bạn ạ. Không có mất thêm cái phần chi phí sửa chữa, bảo dưỡng hay làm gì nữa. Vì chúng tôi mua xe về chúng tôi cũng đã làm việc đó rồi, sửa chữa, bảo dưỡng, dọn dẹp đầy đủ rồi. Cho nên là một chiếc xe rất là đẹp đấy. Táp bi cánh cửa phía sau, bên lái này, toàn bộ keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Nội thất ghế da đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đây là cái bộ ghế da rất là mới này. Hàng ghế sau đều mới luôn các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp của chiếc xe các bạn nhé. Đây, phần cốp sau rất là rộng này. Ốc cốp sau còn nguyên bản, ốc chưa bị tháo này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản luôn các bạn ạ. Rất là mới luôn đây. Ốc còn nguyên zin, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ những cái phần cốp sau này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017. Lốp sơ cua cũng còn rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, một chiếc xe sedan số sàn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cánh cửa. À, chiếc xe này bị khóa bên trong rồi. Lát nữa tôi sẽ mở cái khóa bên trong. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này. Đấy, đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ cũng còn nguyên bản luôn, từ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đến táp lô. Đấy, vô lăng cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn bạn này. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Màn hình Android, camera lùi đầy đủ hết cả rồi. Option thì rất là nhiều rồi các bạn nhé. Rất là mới. Đây, và bây giờ tôi sẽ luồn tay vào trong, tôi mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Toàn bộ từ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là mới luôn. Nội thất hàng ghế sau đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nguyên bản của những chiếc xe Hyundai Grand i10 số sàn, toàn bộ là ghế nỉ các bạn nhé. Thì chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm bộ ghế da cao cấp màu kem, rất là xịn rồi bạn ạ. Tất cả từ những cái phần ngoại thất và những cái phần nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Mở cái nắp capo này lên cho quý vị các bạn cùng xem, từ cái ốc capo đến keo chỉ capo còn nguyên bản đây các bạn này. Ốc capo, keo chỉ capo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có vết nào cả, chưa có vết tháo này. Ốc còn nguyên zin và còn rất đẹp, rất là mới được các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Và Hyundai thì cũng đã trang bị cho chiếc i10 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít.
kết hợp với hộp số tay 5 cấp các bạn nhá. Thì cái động cơ này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, cho nên là rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn đây ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 màu xanh này, thì chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều các bạn nhé. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.